con không biết mẹ làm thành công không nữa. Này mẹ con không biết nữa, hy vọng là nó thành công con ơi. Dạ. Cái này nãy giờ mẹ chậm cực quá. Con cũng hy vọng là thành công. Rồi, bây giờ mẹ sẽ dở ra con nha. Mẹ hồi hộp quá, con hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Một, hai, ba. Mất luôn hai thằng ơi, cháy nhà lá luôn. À, giờ ốc nồi ngon quá hai nhân. Ốc gì tụi mình ăn được đúng không? Hay là mình kêu mẹ mua, hay là mình kêu mẹ mua gà đó ăn đi. Ủa, tí nha. Hồi nãy anh kia làm gà ốc nồi ngon lắm á mẹ, mẹ làm cho con thèm nữa mẹ. Vậy hả con? Mẹ thấy hôm nay mẹ thấy gà hấp nồi á mà mẹ chưa bao giờ được ăn á. Thôi bây giờ mẹ qua ngoại mẹ xin con gà nồi về mẹ hấp nồi cho tụi con ăn nha. Yeah, tụi ăn gà hấp nồi rồi. Mà con gà hấp nồi của mẹ nó đặc biệt, nó không giống so với mấy người khác đó con. Ủa đặc biệt là sao vậy mẹ? Một lát nữa tụi con sẽ biết được cái điều đặc biệt đó nha. Con cũng hồi hộp quá à. Thôi bây giờ mẹ qua ngoại mẹ xin con gà về hấp nồi cho tụi con ăn nha. Đi tụi con. Dạ. Đây con gà nồi này bà ngoại mừng sẵn cho ba mẹ con mình rồi luôn rồi đó. Thôi bây giờ á, mẹ vô mẹ chỉ con cách ướp gà để mình ra mình hấp nồi nha tụi con. Dạ. Đi tụi con. Bây giờ mẹ chỉ con cách ướp gà để mình hấp nồi nha con. Bỏ chút xíu sa tế vô. Bỏ ít thôi. Thôi tụi con ít ăn cay bởi nghe bỏ ít. Còn này là tỏi với lại củ hành mẹ đập dập. Bỏ vô mẹ hết luôn. Này là tờ no với miếng muối với chút xíu bột ngọt. Bỏ vô. Đây là ngũ vị hương. Này con bỏ chút xíu ngũ vị hương thôi cho nó thơm. Con bỏ nhiều quá thì nó đắng lắm. Rồi đây rồi. Con nghe mùi thơm quá mẹ ơi. Mùi thơm này là mùi thơm của ngũ vị hương với lại sa tế đó tụi con. Để mình bỏ thêm xả vô nữa cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ chép lên con gà. Cái bàn tay này mẹ rửa sạch rồi nha. Nãy mày rửa mà dưới sao rồi. À, nãy giờ mình ướp được 40 phút rồi tụi con. Bây giờ mình đem đi hấp nồi tụi con ơi. Ủa gà hấp nồi mà nồi đâu mà hấp mẹ. Chị Trang nói đúng rồi đó mẹ. Đây là điều bất ngờ và đặc biệt mà hồi nãy mẹ chưa cho tụi con biết á. Mẹ tụi con chờ mẹ chút xíu nha. Dạ. Chị hồi hộp quá thôi chị không biết đó là gì nữa ha dạ. Tên tên tên. Đây wow. Điều đặc biệt của mẹ đây. Đó là nồi siêu to khổng lồ để hấp con gà của mình ăn đó. Tụi con bất ngờ không? Dạ bất ngờ. Rồi bây giờ mẹ con mình đi ra hấp con gà đi tụi con. Đi. Rồi bây giờ mẹ sẽ đặt gà vô, mẹ sẽ chuẩn bị gà hấp nồi đây. Ủa sao mẹ là đào cái vòng tròn này vậy mẹ? Mẹ đào vòng tròn này lát mẹ ướp cái nồi vòng vòng vậy nè con, cho nó không có thoát hơi ra, nó chín hơi nó chín gà. Dạ. Nó vàng gà vàng tươi ngon lắm. Bây giờ dạ. Mẹ ướp nồi lại. Con biết lót lá này chi biết không? Cho nó không có bị đen con gà với lại nó không có bị cháy. Thấy cái nồi siêu to của mẹ hấp nồi chưa? Dạ hấp nồi đó. Rồi bây giờ phụ của mẹ ấy lắp lại đi con. Dạ. Lắp đắp lại cho nó không có hở ra. Nó hầm hơi biết không? Dạ. Gà mình nó mau chín nhất. Đó. Đó con thấy không? Không bao giờ mình hơi được nó bay ra đâu. Tích chịch hết trơn rồi. Rồi bây giờ con phụ mẹ chất củi lên nha. Dạ. Một đống củi này hy vọng con gà mình sẽ chín. Rồi nếu không đủ thì mẹ con mình cũng củi thêm. Con cũng hy vọng. Lần đầu tiên trong đời mẹ làm gà hấp nồi này không biết thành công không nữa con. Hy vọng là nó sẽ thành công nha. Nãy giờ mẹ chậm một tiếng mấy rồi đó con. Chắc mẹ nghĩ nó chín rồi quá. Để giờ mẹ ấy thử coi nó chín chưa nha con. Dạ. Nãy con thấy không? Mấy đống củi mẹ chắc đó mà giờ hết trơn luôn thấy không? Dạ. Ha. Đây khoan dữ dội chưa? Cái nồi siêu to này con phải làm củi dữ dằn vô nó mới chín nổi con gà. Con biết cái này là gì không? Dạ không. Gà hấp nồi.
Mà nồi này là nồi đặc biệt nha. Nồi này là nồi siêu to khổng lồ đó, chứ không phải nồi thường. Má, sao con hết hồn không? Con hồi hộp quá, con không biết mẹ làm thành công không nữa. Này mẹ con không biết nữa, hy vọng là nó thành công con ơi. Dạ. Cái này nãy giờ mẹ chụm cực quá. Con cũng hy vọng là thành công. Rồi, bây giờ mẹ sẽ lấy cái nồi ra. Rồi, bây giờ mẹ sẽ dở ra thôi nha. Mẹ hồi hộp quá, con hồi hộp không? Dạ, hồi hộp. Một, hai, ba. Quá con ơi, nứt luôn hai con ơi, cháy lá luôn. Mẹ nhắc ra. Nhắc ra. Bốc khói luôn thấy không? Thôi mình đưa lại bàn kia đi. Để xuống đây mình ấy thở bớt bụi đi con. Wow. Cái đầu nó nổi lên, nó lồi lên trên là nó khác luôn con ơi. Nó cháy đen cái đầu luôn con thấy không? Cái này ở trong sao mà nó đỏ hơn. Quá wow, chín vàng tươi luôn. Cái đầu này khác con sao con biết sao phải không? Cái đầu này xương không mình bỏ không được. Chủ yếu là trong đây nè. Nó ngon. Thơm quá. Thơm quá mẹ. Giờ là mình bưng vô nhà mình rửa tay mình ăn đi tụi con. Dạ. Đi. Ha, à, tụi con ơi. Nay bạn Tài được nghỉ á tụi con. Thôi tụi con qua rủ bạn Tài qua ăn chung cho vui con. Dạ. Để trải với bạn chỗ này ăn cho mát nha. Con gà mình nướng hấp nồi ngon quá. Mấy đứa con mình thích cho mà coi nè. Mẹ có bạn Tài qua nè mẹ. Dạ con mới qua. Con mới qua đó hả Tài. Rồi tụi con xuống rửa tay rồi mẹ xé gà cho tụi con ăn nha. Dạ. Yeah. Tụi con rửa tay xong rồi mẹ. Rồi tụi con vô ăn đi, mẹ xé cho tụi con ăn con. Dạ. Rồi Tài rồi. Đây là gà hấp nồi của cô làm đó, con thấy đẹp không? Có điều cái này cái đầu nó lú ra bởi nó hơi khét. Mà không sao đâu con, cái đầu xương mình không ăn cũng được mà. Dạ. Thì thưởng thức lại sao con cái đùi. Ngon quá. Gà chín mất luôn con ơi. Dạ con. Chín vô thịt vô tới trong luôn nè con thấy không? Dạ. Nó không có bị đỏ thịt, nó không có sống nè, thấy không? Dạ. Này, này cho Vinh. Vừa ngọt mà vừa thơm nữa mẹ ơi. Con biết sao biết không? Hồi nãy mẹ ướp sa tế với lại ngũ vị hương đó, thơm mùi đó đó con. Dạ. Để mẹ ăn thử nè. Ngon quá rồi. Gà hấp nồi á, nó giữ chất ngọt trong đây luôn, con thấy nó đâu có ra nước đâu. Dạ. Ngon quá. Thịt nó giòn nữa. Cái da nó giòn khố à. Ngon quá. Ngon quá cô ơi. Dạ ngon quá à. Mẹ mới mẹ làm cho con nữa nha mẹ. Con cũng thích ăn món này nữa mẹ ơi. Này lần đầu tiên mẹ làm gà hấp nồi luôn đó con. Ôi mà cực quá con ơi. Mẹ chụm gì một tiếng mấy đồng hồ nha. Trời nó nóng thấy ghê luôn á. Thôi con ăn lần này thôi, lần sau không biết mẹ có làm cho con ăn nữa không nữa. Đại vô tụi con. Cái này á, thấy sao phải không? Làm cực quá. Mẹ chụm mấy đống củ luôn á, nó mới chín con gà này nổi đó con. Chắc là làm cho tụi con ăn thôi chứ mất mẹ không dám làm nữa đâu, cực quá. Cho tụi con ăn biết món này món kia với người ta tụi con. Dạ. Ngon quá. Rồi. Con có nghe cái mùi gì không? Dạ. Mùi giống như mùi củi mình hấp đó con. Mẹ nó nóng lắm rồi. Nóng nên hắt vô trong thịt luôn phải không? Mẹ cho con ăn. Không. Ăn đại vô đi mọi Tài. Ăn đại con. Nè. Tụi con ăn gà này nè, tụi con ăn miếng dưa leo vô cho mát á, nó đỡ ngán. Ăn vô đi Tài. Chấm miếng dưa leo cho ngon á. Vinh, nào nó kìa. Thì này mẹ thử lần đầu tiên mà hên nó thành công hết con. Hồi nãy đang chậm mẹ hồi hộp, hồi mà dở ra cái nồi á, dở ra nguyên con gà cháy đen luôn, chết luôn. Tụi con không có gà ăn luôn á. Mà nè cái đầu nè, cái đầu nãy mẹ không ăn gõ nè, nó ló ra nó thành trái nè. Đầu này lát mình bỏ. Cái đen à. Mà không sao, cái đầu này xương không mình đâu ăn đâu con. Ăn đại vô thôi Tài. Ngon quá cô ơi. Ăn đại vô đi coi tụi con. Mẹ thấy giùm con nha mẹ. Bạn Trang thích ăn gà thấy tôi đó, bạn Trang kêu cô làm á.
cho cô làm gà hấp nồi thử coi ra làm sao. Cô cũng hồi hộp nữa. Nay mình thấy em con. Mà hên là nó thành công đó con. Dạ. Mình thấy em con. Ăn đã vô đi tôi con. Nè. Ba mẹ con mình với bạn Tài phải ăn hết con gà này luôn nha. Cô xếp không? Giờ tụi con ăn phải không? Tụi con cho mẹ ý kiến nè. Hôm bữa là mẹ làm gà hấp lá chanh, bữa nay mẹ làm gà hấp nồi. Tụi con cho ý kiến coi cái nào gà nào ngon hơn. Con gà hấp nồi. Gà hấp nồi. Rồi bạn Tài nè. Bạn Tài, con thấy ăn gà hấp nồi này ngon không? Vinh, ăn con gà luôn, còn xương, cô ăn xương.